Ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh qua đời, làm đám tang ở nhà riêng, người thân lên tiếng. Khán giả xôn xao trước tin đồn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Cách đây vài giờ, mạng xã hội tràn ngập thông tin chưa có kiểm chứng có nội dung nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, trực tiếp tang lễ Vũ Linh tại nhà riêng, khiến khán giả vô cùng hoang mang và không biết rõ thực hư ra sao. Trao đổi với chúng tôi, người nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết, hiện tại gia đình nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của ông Hoàng Cải Lương. Gia đình nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc khi ông còn sống khỏe mạnh nhưng bị đồn qua đời. Vũ Linh vẫn khỏe mạnh, vẫn mỗi ngày một món ăn, tự nấu, bổ dưỡng. Vũ Linh luôn có tâm với nghề, sống trọn tình trọn nghĩa với khán giả, đồng nghiệp, người thân, người đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói. Cũng theo gia đình, tới đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ tái xuất trong mini show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ Hồng Nga. Suốt 10 năm qua, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không nhận trả lời phỏng vấn bao giờ. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng có thể ngồi kệ say sưa nhiều câu chuyện. Nhưng sau đó chốt một câu, không được đăng báo, có gì tôi chối là ràng chữ à nha. Vũ Linh không lên báo, không xuất hiện trên truyền hình, hiếm hoi diễn trên sân khấu. Vậy tại sao Vũ Linh vẫn có sức hút kinh khủng như thế? Nhưng ai đã từng yêu mến Vũ Linh từ nhỏ, có thể thấy lúc tuổi già, tôi cũng dám chắc chắn tình yêu ấy không bao giờ thay đổi theo thời gian. Vậy mới là Vũ Linh trừ, một fan của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ. Vũ Linh là một trong những khách mời được khán giả trông chờ ở show Kiếp Cầm Ca của Hồng Nga xuất hiện giữa chương trình. Nghệ sĩ xúc động cừu trai khán giả vì đã không lâu xuất hiện trên sàn diễn. Vũ Linh nói, 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, nhớ ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Khi Vũ Linh cất giọng với tiết mục Vọng Cổ Buồn, nhạc phẩm ông từng ghi dấu, nhiều người hâm mộ, suýt xoa bởi nghệ sĩ vẫn giữ phong độ. Ở bản Tân Cổ, Hàn Mạc Tử, Vũ Linh thể hiện kỹ thuật ca vọng hơi dài, lấy được nhiều vỗ tay từ khán giả. Trước đó ông được các nghệ sĩ mời, trong đó có đàn em thân thiết Thanh Hằng. Song bác sĩ không cho phép vì sức khỏe chưa đảm bảo. Ngoài bệnh đường ruột nhiều năm trước, Vũ Linh còn mắc các vấn đề về cuộc sống, không thể đứng thường xuyên biểu diễn vũ đạo. Từ năm 2019, ông ngưng ca hát để điều trị bảo bệnh. Vũ Linh xuất thân trong gia đình nghèo, việc học hành dở dang. Năm 13 tuổi, gia đình cho ông theo học hát ở trường Văn Phát. Sau chuyển qua học ca cổ ở thầy Văn Vĩ, năm 1972, ông theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ lưu diễn ở tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho Gánh Hoa Anh Đào kiêm trưởng. Được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ảnh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thành Tòng để hoàn thiện thêm nghệ thuật cải lương vợ diễn tuồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!